Minh Thảo xin chào quý vị đang quay trở lại với phần 3 của chương trình Giờ Cái Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Đến với phần bình luận chuyên sâu thì mời quý vị cùng gặp lại anh Đoàn Quang Minh Thắng là chuyên viên đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin chào anh, quay lại với chương trình ạ. Thưa anh, trong quý 1 năm nay thì chúng ta thấy những cái dòng vốn ngoại đã đổ mạnh vào các thị trường mới nổi và Việt Nam cũng đã nhận được những cái dấu hiệu tích cực từ cái việc này. Vậy thưa anh, đâu là nguyên nhân mà khiến cho cái vốn ngoại đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam mạnh trong những cái thời gian đầu năm này ạ? Thì trước khi nhắc tới cái yếu tố thì cũng như cái lý do mà thì vốn ngoại đổ vào cái thị trường, đặc biệt là thị trường Việt Nam, thì nhìn theo những cái số liệu mà tôi tìm hiểu được thì trong cái quý 1 năm 2017 thì cái lượng vốn chảy vào thị trường mới nổi lên tới 11 tỷ đô la. Nó chênh lệch khá là lớn so với quý 1 cùng kỳ năm ngoái. Khi mà vào giai đoạn này năm ngoái thì dòng vốn ngoại đã bị rút ròng, rút gần tới 3 tỷ đô. Còn về các yếu tố mà giúp cho cái dòng vốn ngoại đổ vào thị trường mới nổi, là đặc biệt vào thị trường Việt Nam, thì có thể kể tới yếu tố đầu tiên, đó là về yếu tố kinh tế vĩ mô. Thì hiện tại kinh tế vĩ mô của nước ta thì vẫn đang trong giai đoạn ổn định và nằm trong cái tầm kiểm soát của chính phủ. Bên cạnh đó là cái quy mô vốn hóa của thị trường đang ngày càng gia tăng, khi mà rất là nhiều các sản phẩm mới, rất nhiều doanh nghiệp niêm yết lên trên sàn. Do đó nhà đầu tư ngoại có thêm rất là nhiều cái sự lựa chọn để đưa ra quyết định đầu tư. Yếu tố thứ hai đó là khối ngoại họ có nhu cầu để họ, ngay cả như khối nội thì khối ngoại cũng có nhu cầu để mà đa dạng hóa cái danh mục đầu tư, để mà hạn chế đi cái rủi ro, thì họ chọn thị trường Việt Nam cũng là một trong, cũng coi như là thêm một phần trong cái danh mục của họ để hạn chế đi cái rủi ro. Yếu tố thứ ba là cái việc mà thời gian qua là cái việc Fed liên tục nâng lãi suất. Cái mục đích đó, để mà mục đích mà Fed nâng lãi suất là để kích thích cái đồng bạc, để giúp cho cái đồng bạc xanh, đồng đô tăng giá, thì kích thích cái dòng tiền đầu tư dịch chuyển về Mỹ để mà hưởng lợi từ cái việc chính sách lãi suất tăng cũng như là giảm thuế. Tuy nhiên, theo như cái do hiện tại là cái tình hình kinh tế cũng như các chính sách về kinh tế của Mỹ ở dưới thời tân tổng thống Donald Trump vẫn chưa có chắc chắn, vẫn chưa có cái gì rõ ràng, do đó nên nó cũng không có tạo được cái sự tin tưởng hết mức cho nhà đầu tư, dẫn đến là cũng không quá thu hút cái dòng vốn ngoại đổ về thị trường Mỹ. Yếu tố thứ tư mà theo tôi thấy là cái thị trường châu Âu. Khi mà sau khi mà cái sự kiện Brexit diễn ra thì châu Âu vẫn tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro, do đó vẫn không có góp phần kích thích được cái dòng vốn ngoại đổ vào cái thị trường châu Âu cũng như thị trường Mỹ, thì họ sẽ tìm tới những cái thị trường mới nổi, trong đó Việt Nam thì cũng là một điểm đến thu hút nhà đầu tư khá là hấp dẫn. Vậy với việc ngày càng nhiều có nhà đầu tư ngoại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam thì cụ thể thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được hưởng những cái lợi ích nào thưa anh? Thì nhìn trước mắt là thị trường chứng khoán Việt Nam ta giai đoạn vừa qua là hưởng khá là duy trì được cái đà tăng khá là tích cực. Từ cái mức mà 690 điểm, tầm 680 tới 690 điểm thì hiện tại đã tăng được tới mức 730 điểm. Tức là tăng cũng khoảng từ 7-8%. Ngoài ra là về việc khối ngoại thì trong cái quý 1 năm 2017 vừa qua thì đã theo như cái dữ liệu từ trung tâm lưu ký VSD thì đã có tới hơn 20.800 mã giao dịch đã được trung tâm này cấp cho các nhà đầu tư ngoại, bao gồm cả tổ chức lẫn nhà đầu tư cá nhân. Trong thời gian vừa qua thì tính từ đầu năm tới nay thì khối ngoại đã mua ròng gần 550 triệu đô la. Bên cạnh đó thì cái tổng giá trị danh mục mà khối ngoại này đang nắm giữ ước tính khoảng 23,4 tỷ đô, tăng gần 14,8% so với cuối năm 2016. Và cái tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoài ở cổ phiếu tính chung thì đã ước đạt được gần 19,2%. Như phân tích của anh thì rõ ràng những nhà đầu tư ngoại đang rất là hứng thú với thị trường của Việt Nam. Vậy liệu cái nhà đầu tư ngoại thì chắc sẽ mua ròng trong thời gian tới đúng không ạ? Thì theo cái quan sát cũng như cái kinh nghiệm của tôi thì tôi tin rằng là trong thời gian tới thì khối ngoại vẫn sẽ tiếp tục cái đà mua ròng của họ. Với nhờ vào những cái thông tin mà như những cái yếu tố mà tôi trao đổi trên, là thị trường Việt Nam vẫn đang trong cái giai đoạn khá là tích cực, vì gần như các yếu tố đều có lợi cho thị trường chứng khoán nước ta, do đó hoàn toàn có khả năng thu hút thêm cái dòng vốn đổ vào. Thì điều này thì cái yếu tố này có thể thể hiện rõ qua cái việc mà dòng vốn ngoại đầu tư trực tiếp vào nước ta trong cái quý 1 vừa rồi, khi mà
Cái nguồn vốn mà FDI đăng ký là tầm 7,71 tỷ đô. Cái vốn thực hiện đã được giải ngân là tầm 3,62 tỷ đô. Tức là lần lượt đã tăng được tầm từ 78% và 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Xét về cái dòng vốn gián tiếp thì ngoài cái xu hướng mua ròng hiện tại thì theo như cái dự kiến là vào cuối tháng năm tới thì cái thị trường chứng khoán phái sinh sẽ được mở ra. Thì khi đó càng giúp cho thị trường ta trở nên đa dạng và có thêm nhiều sản phẩm nữa, thì khi đó càng thu hút nhiều hơn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào. Mặt khác, tại hiện tại thì Việt Nam đang cố gắng để giúp nâng cái hạng cái thị trường chứng khoán của mình lên, để từ cái mức cận biên lên cái mức thị trường mới nổi, thì điều đó sẽ càng thu hút nhiều hơn nữa cái dòng vốn đổ vào. Và ngoài ra thì trong cái quý 1 năm 2017 vừa rồi thì chưa có nhiều cái doanh nghiệp nhà nước lớn tiến hành chào bán cổ phần ra công chúng. Nhưng mà theo dự kiến là trong quý 2 và đại loại là 3 quý còn lại cuối năm thì khả năng là sẽ rất nhiều doanh nghiệp IPO, cũng như là cái quá trình thoái vốn của nhà nước ở những cái tập đoàn lớn sẽ tiếp tục được thực hiện. Xin cảm ơn những phần phân tích của anh ạ. Thưa quý vị, những bình luận vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Giờ Kết Sổ ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kỳ sau.